chỉ huy lẫn cả tiểu đoàn của Nga thiệt mạng trong trận chiến ác liệt gần Chasovya. Trong một trận chiến át liệt gần Chasovya ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, một chỉ huy cấp cao của Nga tên là Alexander Lapskin được cho là đã thiệt mạng cùng với gần như cả tiền đoàn của ông. Sĩ quan cấp cao này giữ chức tiểu đoàn trưởng sư đoàn dù cận vệ 98 của lực lượng vũ trang Nga. Được biết, ông đã tử trận khi cố gắng chỉ huy tiểu đoàn tiến lên theo hướng Chasovya ngoài ra một chỉ huy khác của nga tên là monker cũng đã được cho là thiệt mạng ở mặt trận donetsk thông tin này thì chưa được xác minh theo bộ tổng tham mưu ukraine quân đội nga đang tiếp tục nỗ lực tiến tới chadzopya nơi đang diễn ra giao tranh tích cực nhất trên mặt trận donetsk lực lượng ukraine đang củng cố phòng thủ ở khu vực này một cách đáng tin cậy và đang đẩy lùi các cuộc tấn công của nga một cách hiệu quả Trước đó có thông tin cho rằng quân đoàn quốc tế Ukraina đã được triển khai tới Chesovia để tăng cường phòng thủ cho mặt trận này. Người phân ngôn của nhóm lực lượng vũ trang Ukraina đã nói rằng quân đội Nga đã bắt đầu tấn công Chesovia từ hướng Todesk vào ngày trước. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 của Ukraina cũng cho biết lực lượng này đã được tái triển khai để tăng cường khả năng phòng thủ thành phố chiến lược trên cao Chesovia, nơi có khả năng mở ra cho Nga con đường tiến sâu hơn vào Donetsk. Trong tuần qua, Nga liên tục tấn công có các đợt tấn công trực diện bằng cơ giới hóa và chất gia, và các nhóm nhỏ tối đa là 5 người đang cố gắng đột nhập vào. Theo quan chức quân sự Ukraine, quân đội Nga đã ba lần cố gắng tiếp cận các vị trí của Kiev gần Chasovya và đồng thời cho biết thêm rằng tình hình trong tầm kiểm soát và giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Các đơn vị phòng vệ đang kiềm chế hiệu quả các mũi xung kích nguy hiểm của đối phương và củng cố vị trí của họ ở khu vực. Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công ở tỉnh Donetsk, tập trung nỗ lực vào Chasovya bằng cách tấn công các khu định cư gần đó như Ivanivsk, Moscow đang cố gắng bao vây thành phố. Nếu Nga thành công chiếm được Chasovya, họ sẽ có khả năng tiến sâu hơn vào khu vực Donetsk. Trường quốc phòng Đức Boris Pistorius vừa qua tiết lộ kế hoạch mua 105 xe tăng Leopard 2A8 mới từ công ty KNDS với tổng trị giá 2,93 tỷ euro, dự kiến giao hàng vào năm 2030. Kế hoạch mua sắm này được nêu trong một tài liệu mật dành cho Ủy ban Ngân sách của Bundestag. Đây là cơ quan phê duyệt các dự án lớn cho quân đội Đức. Quân đội Đức hiện có khoảng 310 xe tăng Leopard 2 với nhiều biến thể khác nhau. Việc bổ sung thêm 105 xe tăng Leopard 2A8 sẽ gia tăng đáng kể cho sức mạnh của quân đội Đức. Mục đích của đơn đặt hàng 105 chiếc Leopard 2A8 này là để trang bị lữ đoàn chiến đấu của Đức đóng ở Litva. Các tài liệu mô tả, lư đoàn là một trong những thành phần phòng thủ tiền phương đầu tiên trong liên minh NATO. Ngoài ra những chiếc xe tăng Leopard 2A8 này sẽ hỗ trợ việc hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của Đức. Đơn đặt hàng này được thực hiện theo một thỏa thuận khung được thiết lập vào năm ngoái giữa quân đội Đức và nhà sản xuất KNDS về việc cung cấp 123 xe tăng Leopard 2A8. Ngày 23 tháng 6, các nghi phạm chưa rõ danh tính đã tiến hành một chuỗi các vụ tấn công đồng loạt vào một giáo đường do Thái và hai nhà thờ chính thống giáo cùng một đồn cảnh sát giao thông ở vùng Dagestan, miền Nam nước Nga. Theo RT, các vụ việc diễn ra ở thủ phủ khu vực Makhachkala và thành phố Derbent phía nam Dagestan. Theo RT, nhiều người đã không qua khỏi trong chuỗi các vụ tấn công này. Theo hãng thông tấn TASS, trong số những nạn nhân không qua khỏi có cảnh sát, mục sư và bảo vệ nhà thờ chính thống giáo lực lượng hành pháp Nga tuyên bố đã hạ gục một số tay súng gây ra các vụ tấn công. Hãng tin Sputnik trích dẫn lời lãnh đạo văn phòng báo chí thuộc Sở Nội vụ Dagestan An Garieva cho biết, lúc khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 6, ở thành phố Deben, những kẻ chưa rõ danh tính đã tấn công một giáo đường do Thái và một nhà thờ chính thông giáo. Theo các thông tin sơ bộ, một cảnh sát đã qua đời và một người khác bị thương. Các nghi phạm đã bỏ trốn trên một chiếc Volkswagen Polo màu trắng mang biển số 921 cảnh sát đang truy đuổi chúng. Các quan chức địa phương sau đó thông tin thêm, những kẻ tấn công đã đột nhập vào một nhà thờ trình thống giáo tại Durban, dùng tay với cha Nikolai khiến mục sư này qua đời. Một bảo vệ nhà thờ cũng bị tấn công, dẫn tới không qua khỏi. Trong khi đó, một giáo đường do thái trong thành phố đã bị phóng hỏa. Các video và hình ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy lửa và khói đen cuồn cuộn bốc lên từ cơ sở này. Đám cháy hiện đã được dập tắt. Ủy ban điều tra Nga đã phái các nhân viên đến hiện trường để xác định tất cả các chi tiết của vụ việc. Nhà chức trách thông tin thêm, gần như cùng lúc, những tay súng lạ mặt khác đã tấn công một trạm kiểm soát giao thông ở thành phố Makhachkala, thủ phủ của vùng Dagestan. Thêm nhiều cảnh sát thương vong trong sự vụ. Theo cơ quan cảnh sát Dagestan, nhiều người, trong đó có cảnh sát, đã được đưa đến bệnh viện trung tâm khu vực Makhachkala. Một vệ binh quốc gia đã không qua khỏi trong lúc đọ súng với những kẻ tấn công tại đây. Lãnh đạo vùng Dagestan Sergei Melikov mô tả vụ việc là những nỗ lực nhằm gây bất ổn xã hội. Ông Melikov nhấn mạnh, mọi cơ quan chức trách đã được huy động giải quyết tình hình và một trụ sở điều phối hoạt động đã được thành lập. Chính quyền sẵn sàng triển khai các quyết định cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và lợi ích của người dân. Chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ tấn công ngày 23 tháng 6 và cũng chưa rõ động cơ của các nghi phạm. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga đã kích hoạt chế độ chống khủng bố tại Dagestan. Cơ quan thực thi pháp luật Nga tuyên bố những kẻ gây ra các vụ tấn công ở Derben và Makhachkala là thành viên của một tổ chức khủng bố quốc tế nhà chức trách không tiết lộ thêm các chi tiết khác hay bằng chứng cho khẳng định này. Vào những năm 2000, tình hình an ninh ở khu vực Dagestan khá bất ổn do các phần tử Hồi giáo từ khu vực Chechnya lân cận tấn công sang. Lực lượng an ninh Nga đã tích cực chống lại các phần tử cực đoan trong khu vực. Trong những năm gần đây, các cuộc tấn công ở Dagestan trở nên hiếm hơn. Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết vào năm 2017 rằng họ đã đánh bại lực lượng nổi dậy trong khu vực Hãng tin AP đưa tin, giới chức Ukraine đang thúc giục Mỹ cho phép sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Washington sản xuất để tấn công sâu vào Nga. Lầu Năm Góc trước đó tuyên bố, Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp ngoài khu vực Kharkov để đáp trả một cuộc tấn công xuyên biên giới từ Nga, miễn là họ không sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ của nước láng giềng. Tuy nhiên, ba quan chức Mỹ giấu tên được AP phỏng vấn xác nhận rằng chính quyền của ông Biden vẫn không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Các chỉ huy Ukraine cũng chia sẻ với hãng tin này rằng các quy tắc giao chiến hiện tại vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng ATACMS. Theo AP, các quan chức Ukraine hy vọng có thể thuyết phục Mỹ chấp thuận thay đổi chính sách này. Chỉ huy pháo binh Ukraine có biệt danh Hefastut cho biết nếu Mỹ đảo ngược chính sách này, Kiev có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ chỉ huy của lữ đoàn Nga và toàn bộ nhóm phía Bắc vì chúng nằm cách tiền tuyến 100 đến 150 km. Ông Egor Chernyev, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về An ninh Quốc gia Ukraine, nhận định Thật không may, chúng tôi vẫn không thể tiếp cận các sân bay và máy bay của Nga do tầm bắn hạn chế của vũ khí. Đây chính là vấn đề. Ông cũng cho rằng các đồng minh phương Tây nên dỡ bỏ hạn chế sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự hạn chế ở Nga. Trong một diễn biến nóng vừa cập nhật, ngày 23 tháng 6, tài khoản Telegram của Hải quân Ukraine đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy họ đã phá hủy một kho chứa thiết bị bay không người lái UAV Sahed ở vùng lãnh thổ Krasnodar của Liên bang Nga. Theo Hải quân Ukraine, hoạt động tấn công nêu trên được thực hiện với sự phối hợp của cơ quan an ninh Ukraine và các hình ảnh vệ tinh mới nhất đã xác nhận việc phá hủy các bãi chuẩn bị phóng và kho lưu trữ thiết bị bay không người lái Sahed-136, Geron 2 các tòa nhà huấn luyện, trung tâm điều khiển và liên lạc cho các UAV này đặt tại vùng lãnh thổ Krasnodar. Ngoài vũ khí đạn dược, Hải quân Ukraine xác nhận việc loại bỏ một số huấn luyện viên có trình độ, những người đã đào tạo lực lượng tham gia các vụ phóng UAV Shahed và một số học viên để tấn công lãnh thổ Ukraine bằng hệ thống không người lái do Iran sản xuất.